chuyên tâm việc nước đảng, việc nhà đảng đang xứng danh với áo chữ vàng và hồ đang tận vẻ vang dạng người. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu tiết mục múa bài ca phụ nữ do câu lạc bộ dưỡng sinh Tân Thịnh biểu diễn. Thank you.